Alo, xin chào mừng tất cả mọi người trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên. Thì các bạn đang có mặt trong vườn Lan Sơ Rá Bắc Tây Nguyên. Đây là các cái chậu dẻ hạt kiến của mình. Đây là một góc thôi, còn lại ở trong kia. Thì hôm nay mình lên một cái clip giới thiệu cho các bạn một số cái giò dẻ hạt. Trong đó thì mỗi giò nó có những cái đặc điểm riêng. Thì hôm nay không có nhiều, tại hôm nay là đang mùa mưa bão. Hàng bà con đi rừng không được nên thành ra cũng không có hàng. Thì có một số do như thế này là mình đăng lên cho các bạn. Ngoài ra còn có ba cái chậu kiến lát nữa mình giới thiệu luôn. Đây là hàng rừng chưa có mắc hoa nha các bạn, tại vì hàng rừng khác, hàng trồng khác mình nói sau. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đầu tiên là do thứ nhất, là cái do vip nhất trong cái lô ngày hôm nay. Mời mọi người xem đấy, các bạn thấy nó hoành tráng nha. Rồi, đây, trên tay các bạn là một cái giò dẻ hạt. Cái thằng này, cái đặc điểm lá của nó rất là khác thường so với các lá khác. Lá rất là đẹp luôn các bạn. Cái kiểu của nó là lá nó cũng tương đối dày, chứ nó không mỏng như một số cái loại khác. Hai nữa là lá nó rất là nhọn và dài. Thì cái thằng này hay gọi là cái lá kiểu hình lưỡi giáo này các bạn. Đó, hình lưỡi giáo tức là nó dài và nó nhọn, giống như lưỡi giáo trong phim Tam Quốc Diễn Nghĩa. Thử đo cái chiều dài, cái mâm dài nhất này các bạn. Thằng này thì có 3 mầm, đây là mình đang đo cái mầm dài nhất nha. Rồi, 50 mét, khoảng 1 mét. Còn tiếp theo là có hai dê này nữa, hai thân tơ, mình đang nói thân tơ nha các bạn. Đây thân tơ thứ hai đây, bạn thấy rất là đẹp đúng không? Đấy. Rồi, thằng này đo thử. Rồi, khoảng 70 phân. Rồi, còn một dê thứ ba, một cái thân tơ thứ ba đây. Rồi, tầm 50 phân nha các bạn. Đây các bạn, xem cái dê của nó đây. Đó, vất vả lắm mới hái được từ rừng về. Đây nó đang ôm, hình dáng nó ôm trong một cái thân dài như thế này các bạn. Đấy. Và mặt sau đây rất là mướt, thân dài khá là nhiều. Thì cái này nếu mà bạn về các bạn tách ra thì vẫn được hai dê nhé. Đây nè, các bạn tách ở giữa đây thì nó được hai dê. Đó, hai dê độc lập với nhau luôn. Và mình sẽ cho các bạn nhìn quan sát xa ra các bạn dễ hình dung nhé. Nhìn rất là dài các bạn. Lâu lâu mới có một cái dê đẹp như thế này nha. Rồi, giờ này là giờ số 1, nên mình đề giá là 2 triệu rưỡi rồi nha. Đó. Đây là mua chỉ biết chốt thôi. Rồi, tiếp tục giờ số 2. Rồi. Đây các bạn, giờ số 2. Mình xin giới thiệu luôn. Thằng này là một trong những cái giờ đặc biệt trong lô ngày hôm nay. Nó có một số cái thân da như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân da vậy đấy. Nhưng mà căn bản là thằng này là một cái giờ xanh sạch các bạn. Nhưng mà đứng phía này cầm rồi xem. Đấy. Mình cho các bạn xem nó xanh sạch như thế nào, xanh sạch như đây. Các bạn quan sát ngọn nó nha, đây. Đấy. 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 Các bạn thấy sạch chưa? Chỉ có là cái cổ lá nó có những cái chấm như thế này là bình thường. Đối với một số cái hàng xanh sạch nó phải có màu nó mới có mắt nha các bạn. Đấy. Thằng này xanh sạch nhưng ở cái mức độ khoảng tầm 90% thôi. Thì một số nó có một số cái đốm màu ở phía cuối gốc đây. Đấy, phía cuối gốc đây các bạn. Đây, một số cái đốm màu ở cuối gốc đây. Còn lại là phía trên này là xanh sạch hết nha. Đây. Rồi. Thì ngay cả năm cái trắng phú thọ, đối với cái lá non, đầu lá non nó vẫn có đốm, nó vẫn có màu tím nha các bạn. Và cái dê này mình bán giá 1 triệu rưỡi. Đó. Nói chung giá của một cái dê xanh sạch nhưng mà cũng chỉ bằng với cái giá của một cái dê thường thôi. Anh em nào thích săn cái hàng này thì các bạn đấy, này cho mình cho các bạn xem cận cảnh. Đấy. Giá 1 triệu rưỡi thôi nha các bạn, bằng với một cái giá của một dê bình thường vậy thôi. Rồi, qua dê số 3. Số 3 là một dê lá nhựa chuẩn luôn các bạn. Thằng này là một này các bạn xem nè, cái thân nó rất là cứng và cái lá của nó thì này các bạn thấy không, thân cứng chứng minh cho các bạn là bạn dựng đứng lên được. Còn đối với một số thân mềm thì các bạn không thể dựng đứng lên như thế này được. Đó, và cái dòng thân cứng này các bạn trồng bonsai, các bạn trồng đứng lên dây vô chậu. Đó, nó rất là khỏe và rất là đẹp. Thằng này thì đặc điểm là đốt ngắn nè. Đó, và các bạn thấy cuốn hoa chưa? Đó, dòng đốt ngắn sai hoa, thân da đỏ le luôn. Mình chưa biết mặt hoa như thế nào tại vì hàng bốc rừng về mà. Đấy, các bạn thấy thân da, cho các bạn xem rõ là cái thân da nha. Nè. Đấy, thân da đỏ này. Dưới gốc nó có hai cái kiến tự nhiên đấy các bạn. Đây là cái hạt của các cái năm trước nó rụng xuống, nó ở ngay tại cái ổ của nó luôn, hai con kiến. Đó. Lá rất là dày, thân cứng.
Cái dòng này thích nghi chịu nóng chịu hạn rất là tốt nè các bạn. Đó. Rồi, thằng này về số 3 có giá 1 triệu thôi nha các bạn. Rồi tiếp tục. Chiều dài của nó khoảng tầm hơn 50 phân nha các bạn. Hơn 50 phân. Rồi. Về số 4. Số 4, số 5, hai cái giày đây là hai cái giày nguyên bản nè. Số 4 là một cái giày nguyên bản đấy các bạn. Đây. Nằm trên một khúc cây như thế này. Đấy. Nguyên bản thì cứ về chỉ bằng cái việc treo thôi. Đấy. Ngọn của nó đây đang còn đi. Ngọn đang còn đi tiếp. Đấy. Phần da là bê bết màu luôn. Đấy. Các bạn xem này. Toàn là đốm màu không. Đấy. Đó. Toàn là đốm không. Rồi số 4 này có giá 800 nghìn cho một cục nguyên bản thôi các bạn. Nguyên bản thì thật nhất. Không còn gì thật bằng nguyên bản. 45 phân nha các bạn. Rồi. Rồi số 4. Qua về số 5. Số 5 thì rẻ hơn. 600 nghìn các bạn. Đây cũng nguyên bản luôn. Quay luôn khỏi cần phải cầm ra. Đó. Chiều dài của nó khoảng 30 phân. 600 nghìn số 5. Nguyên bản nha các bạn. Đây nguyên bản. Nguyên bản về chỉ việc bỏ vô chậu rồi bỏ thêm giá thể thôi. Rồi rắc thêm phân không làm gì hết. Cây tự nhiên là sẽ khỏe thôi. Ngoài ra hôm nay mình có 3 cái dê. Được đánh số là số 6 này, 600 nghìn này. Số 7 này, 600 nghìn này. Về số 5 thì ít mầm hơn. Số 8 ít mầm hơn là 500 nghìn. Cái này, lưu ý các bạn là cái này là hàng kiến. Tức là một số cái con trong các cái lô hàng, một số cái con kiến nó quá nhỏ. Thì bà con địa phương người ta bỏ vô chậu người ta nuôi. Nuôi bây giờ lớn lên thì người ta bán. Tuy nhiên chưa biến mặt hoa. Tại vì các bạn xem mình có đây. Như một cái kiến này này thì các bạn đếm đi. Nó có 4 cái thân già này. Và một cái mầm này, có nghĩa là cái cây này đã được 5 năm tuổi này nha các bạn. 5 năm tuổi thì nó mới được như thế này đấy. Rồi cái như cái thằng lớn này vậy. Các bạn đếm này nó cũng có 4 này. Một thân già này là 5. Còn có một số thằng thì có 2 3 mầm thôi. Thì hiện tại anh em nào mua cái này về thì thứ nhất là nó đang sống rất là khỏe. Thứ hai là chúng ta cũng vẫn có cơ hội là sổ bông, tại vì thằng này là hàng rừng nha các bạn, hàng rừng nuôi lớn lên. Rồi như cái dê số, như cái chậu số 6, số 7 đây còn vậy nè. Đấy. Đấy. Các bạn quan sát nè, như thế này cũng đã 4-5 năm rồi đó nha. Đấy, có một số cái thì 2-3 năm. Đấy. Đây một số cái nè. Đấy. Rồi, còn cái dê số 8 này thì... các bạn xem nè, đấy, đây cái dê nè, dê bóc rừng nè. Đó. Năm thứ tư rồi nè. Thằng này thì mới năm thứ hai, người ta lộn xộn mà người ta gom nhiều lần lại, người ta đặt vào trong. Có một cái kỳ đây các bạn. Đây, có một cái kỳ đây. Đấy. Thì thứ tự 3 dê là dê số 6 là 600, dê số 7 cũng 600 luôn. Và dê số 8 là 500, rẻ hơn. Cái này các bạn lưu ý là tại vì cái này thì tùy yêu cầu. Có thể mình đóng gói nguyên chậu thế này cũng được. Hoặc một số anh em thì tiền cước nó sẽ cao tại vì nó nặng và nó cồng kềnh. Còn đối với một số anh em không yêu cầu thì mình có thể bóc kiến ra. Mình bóc nguyên toàn bộ kiến ra và mình bỏ trong hộp mình gửi cho các bạn thì nó sẽ nhẹ và gọn hơn, về các bạn tự trồng lại. Rồi, anh em nào mua cái nào thì các bạn chốt với mình nha. Rồi, chào tất cả mọi người.